Bà sinh con ở bệnh viện Hóc Môn luôn đây. Sinh xong là cho luôn. Đây, các bạn phải thương ha. Mình có thuyết phục mẹ giữ con không chị? À, mẹ thật sự mẹ khổ lắm. Không có, nói thật là không có cơm ăn. Để cho nên là 6 tháng trường là Phương phải cho con mẹ tiền thuê phòng trọ, rồi cho tiền sữa của hai đứa bé kia nữa. Rồi mỗi tháng là mỗi 10 ngày là phải chở gạo lên, chở gia vị lên, rồi cho thêm 2 triệu để ăn uống, mua những cái chất dinh dưỡng cho thêm hai đứa bé ăn. Thật ra mà các con ở trong nhà từ tâm đó, thì cũng từ cái tâm, cho nên là Phương đặt cái con đều tên Tâm hết. Nhưng mà bé thì tên Minh Tâm, nó tên Khánh Tâm, bé tên Tuệ Tâm, bé Thanh Tâm, thứ hai đây là bé tên Chí Tâm. Ôi sao giống mấy đứa nhóc thách thức danh hài quá vậy. Chứ nhà tại vì cái nhà từ tâm mà giờ không biết gì hết, thôi đặt lên Tâm hết. Mốt gì hết tên lốt tên Tâm này, giờ sau này đặt nhất mờ nhất Tâm vậy, tâm luôn. Không mốt cho nó đi thi luôn, thi lấy tiền về để lo cho các em sao. Cười mới có 1 tháng 7 ngày thôi. Ở đây như các bạn đã thấy, đây là một ngày của chị Phương với những cái đứa trẻ bất hạnh mà chị đã đem về nuôi dưỡng. Trong số đó có những cái trường hợp rất là thương tâm và cần cái sự hỗ trợ của mọi người, tại vì một mình chị Phương thì lo không xuể. Bây giờ mình sẽ nói cho chi tiết cho mọi người một cái hoàn cảnh của hai đứa trẻ bị bỏ rơi gần đây mà có thể nói là mẹ đã nhận tâm muốn bán con để mà kiếm tiền. Thì chị Phương đã đem về, thì trường hợp đó như thế nào? Bây giờ mọi người cùng nghe nha. Té con coi chừng té. Con ơi, con ngồi một chỗ sao? Tay lại ngồi cho em, cứ lại ngồi với mẹ thôi. Để đây ngồi này. Đây, đây là chị Phương. Như đã nói ở clip trước thì chị Phương hiện tại đang làm một kinh doanh để mà có tiền và có thời gian để mà lo cho cái nhà từ tâm mà chị đã dành mọi tâm huyết để mà đặt ra mà làm ra đó mọi người. Chị Phương, cái trường hợp bé này là bé nào vậy chị? Bé này á là mẹ của con là ở cũng Trà Vinh. Không biết sao là Phương có cái duyên hay là cái nghiệp gì với Trà Vinh nữa. Thì khi mà mẹ của bé là đi làm thợ làm phụ hồ á, phụ hồ ở trên Tây Ninh á, thì mẹ có bầu. Thì là mẹ có bầu với một người khác, không phải là ông chồng của mình. Thì cuối cùng rồi là mẹ có bầu xong là mẹ mới sinh xuống nhà từ tâm ở. Rồi khi mẹ có bầu sinh xong rồi mẹ cho đứa bé thì luôn. Bây giờ là bé là được mẹ có một người mẹ này, hai người mẹ, rồi mẹ mới đi làm thợ làm phục hồi cho người ta. Cuối cùng là có bầu đi, có bầu rồi không có nuôi con được. Khi mà con giúp cho khi có bầu cho đến khi mẹ sinh mẹ xong á thì mẹ ra bé luôn tại bệnh viện. Bệnh viện gia đình. Bệnh viện gia đình. Mẹ là ở quê đâu, bao nhiêu tuổi chị? Mẹ tên Thủy. Mẹ tên Thạch Thị Thủy, quê ở Trà Phú, Trà Vinh. Bao nhiêu tuổi ta? 30 mấy. Trên 30. Còn cái khai sinh của con. Là này mình phát hiện là ở đâu? Ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh, dạ. Chị đi làm Tây Ninh. Dạ, làm Tây Ninh. Nên rồi ở trên đó có một cái tình nguyện viên á, thì người ta biết mẹ nó bị như vậy thì mẹ người ta mới điện thoại xin gửi xuống nhà từ tâm. Dạ, này bé trai bé gái này trai, chị? Trai hả? À, nhìn không gái quá. Trai nè, một tháng 10 mấy ngày đây. Mà cứng lắm. Đợi. Cái thủ tục mà xin từ bệnh viện về nó cực không chị? Tại vì cái thủ tục xin ở bệnh viện về á thì chỉ có giấy chứng sinh thôi. Rồi đích thân Phương phải xuống dưới ủy ban ở dưới xã ở dưới Trà Vinh á. Rồi mới gọi mẹ ra thuyết phục mẹ làm được cái khai sinh cho con. Thì khai sinh cho con thì trong thời điểm đó thì Phương chỉ được cái sự xử lý quyền thôi, chứ chưa có một hai cháu thì Phương đã làm qua con nuôi của Phương rồi. Nhưng mà có một vài cháu nữa thì chưa có được nhận qua con nuôi, vì nguyên tắc là không được nhận nhiều quá. Thì trên pháp lý thì Phương chỉ được nhận cái sự xử lý quyền bên của mẹ cũng như cái phòng công chứng để nhận nuôi con cho nó hợp pháp. Hiện tại bây giờ thì chưa được ra mới ấp, cũng không. Dạ. Không. Đúng rồi, bây giờ là trên danh nghĩa là nhận con nuôi thôi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình có cần phải chứng minh tài khoản là chứng minh kinh phí rồi danh tính rồi đủ điều kiện các thứ. Có cái đó nó đòi hỏi
đòi hỏi nhiều cái pháp nhân lắm. Cái thứ nhất là nó đòi hỏi về cái xác nhận nhân thân, là không tiền án, không tiền sự, mà của bên công an thành phố xác nhận cơ. Cái thứ hai nữa là phải có cái giấy khám sức khỏe, ít nhất là khám quận. Thứ ba nữa là phải xác nhận cái mức lương hàng tháng mình phải đủ điều kiện để nuôi các con. Thứ tư nữa là phải chứng minh tài chính của mình. Rồi trong khi đó là phải có được giấy tờ nhà cửa, để có cái sổ hồng nhà nữa. Tức nghĩa là mình có nhà cửa hợp pháp thì người ta mới cho mình được nhà con. Cái thời gian mà chứng minh có lâu không chị? Cái xác nhận nhân thân đó thì 21 ngày, 21 ngày của thành phố. Dạ. Còn chứng minh tài chính thì sao? Chứng minh tài chính thì tiền làm có nhà rồi, mình đem sổ hồng ra thôi. Còn cái chứng minh tài chính là bên Phương thì làm với bên công ty, thì có hợp đồng lao động, thì mình lấy cái hợp đồng lao động đó, thì cái mức lương hàng tháng nó có số tiền nó trong hợp đồng rồi, thì mình đem cái đó mình chỉ cần cầm photo số tiền địa phương với là cộng với là cái giấy khám sức khỏe nữa. Chăm mấy đứa bé sơ sinh này chắc là phải cần bảo mẫu họ lo ha chị ha, chứ một mình chị không nổi đâu ha. Không có hai bảo mẫu, chứ còn Phương thì mỗi ngày qua dành 4 tiếng để chơi với mấy con thôi, chứ cũng không có thời gian nhiều, bởi vì mình còn phải đi làm. Dạ. Phải ra cái shop thời trang, cũng còn coi nhân viên có bán như thế nào, chứ còn để kiếm thêm lợi nhuận cho các con, chứ ảm dạ. Ăn hoài chắc đối với mẹ con đó luôn. Dạ, nói chung là muốn làm từ thiện thì ngoài tâm ra mình cũng phải có đủ điều kiện, đúng không chị? Đúng rồi, chứ nếu không là mình bảo dạ. Cho các con nó có được cái sữa uống trước rồi. Dạ. Bé này mình đặt tên cho chị. Thật ra mà các con ở trong nhà tên Tâm đó thì cũng từ cái Tâm, cho nên là Phương đặt cái con đều tên Tâm hết. Nhưng mà bé thì tên Minh Tâm, nó tên Khánh Tâm, bé tên Tuệ Tâm, nó Thanh Tâm, thứ hai nữa là bé tên Chí Tâm. Yeah. Ôi sao giống mấy đứa nhóc thách thức danh hài quá vậy? Chứ nhà tại vì cái nhà từ Tâm mà giờ không biết gì hết, thôi đặt lên Tâm hết. Dạ. Mốt gì hết tên lốt tên Tâm này, giờ sau này đặt nhất mờ nhất Tâm vậy, Tâm luôn. À, không mốt cho nó đi thi luôn. Thi lấy tiền về để lo cho các em sao? Cười. Mới có 1 tháng 7 ngày thôi. Nãy chị nói bé này tên gì? Nó tên là Khánh Tâm đây. À, Khánh Tâm. Khánh Tâm à. Hơn 1 tháng tuổi nha mọi người. Khánh Tâm đây. Rất là hồng hào. Cứng lắm. Khỏe mạnh, cứng cáp, bé trai luôn nhưng mà nhìn mặt như con gái luôn. Cứng cáp lắm. Anh này là Nghề bú được mấy cử đây chị? Anh này là bú nhiều hơn những thứ khác nhiều. Dạ. À, người ta bú 120 nhưng mà anh nói là phải làm 180 mới chịu. Mới có nghĩa là cái bụng này phải to hơn, cao hơn cái mặt kia mới chỉ chấp nhận nằm thôi. Chứ còn thiết tí là không chịu đâu. Tới ngày chích ngừa chưa ta? Anh này thì còn mười mấy ngày nữa mới đủ chích ngừa, là qua 2 tháng mới tiêm ngừa. Dạ, tức là mình cũng theo dõi sức khỏe nó đầy đủ định kỳ đúng không chị? Dạ, có hết. Có nghĩa là bây giờ là Phương đăng ký các con vào trong trạm y tế của nhà Phương. Thì hàng tháng là đến ngày 13 thì mình lập sổ. Thì khi đó tiêm những loại thuốc gì thì các bác sĩ họ chỉ dẫn cho mình xong thì mình tiêm. Nhưng bây giờ hiện tại là các con bây giờ tiêm 6 con cũng không dám tiêm 5 con một. Thì nên 5 con một nó có loại thuốc của Ấn Độ nó bị sốc nhiều á, nên bây giờ là phải tiêm 6 con một. Dạ. Dạ, 6 con một thì là tiêm dịch vụ không ạ. Một mũi nó 700 mấy ngàn. Rồi, đây là Tâm. Đây, Khánh Tâm đây. Khánh Tâm. Khánh Tâm đây. Rồi, thôi để Khánh Tâm chơi đi chị. Đây, bé kế bên. Đây là cô bé hay là cậu bé đây? Đây cậu luôn. Cậu luôn. Đây. Cô bé này bao nhiêu tháng đây chị? Mới cái mấy ngày à. Mấy ngày rồi. Dạ, mấy ngày. Tính ra cũng được à. Một trường hợp nóng hổi luôn. Mẹ cũng gần 2 tuổi. 11 ngày. Bé này là hoàn cảnh như thế nào chị? Bé này là đây. Mẹ của con á là bị cha mẹ từ chối. Cuối cùng lại có thêm một cặp sinh đôi. Đây, con có một cặp sinh hai đứa sinh đôi này. Nhưng mà mẹ thì khổ quá rồi, khi mà có bầu là muốn phá bỏ đi. Cuối cùng lại Phương mới khuyên nhủ rồi cũng thuê phòng rồi. Vậy là nó là con thứ ba hả chị? Con thứ ba của mẹ tên Thảo á. Mẹ tên Thảo, nhưng nhà quê ở đâu ta? Quê của mẹ thì ở miền Tây, ở cái gì Châu Đốc á. An Giang ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà hiện tại mẹ đang ở trên Hóc Môn. Mẹ đang ở trên Hóc Môn. Mẹ sinh con ở bệnh viện Hóc Môn luôn đây. Sinh xong là cho luôn. Đấy, nhớ mặt các bạn phải thương ha. Mình có thuyết phục mẹ giữ con không chị? Mẹ thật sự mẹ khổ lắm.
không có, nó thật là không có cơm ăn. Để cho nên là 6 tháng trường là Phương phải cho con mẹ tiền thuê phòng trọ, rồi cho tiền sữa của hai đứa bé kia nữa. Rồi mỗi tháng là mỗi 10 ngày là phải chở gạo lên, chở gia vị lên, rồi cho thêm 2 triệu để ăn uống, mua những cái chất dinh dưỡng cho thêm hai đứa bé ăn á. Nuôi mẹ nuôi cả luôn, cả hai mẹ, ba hai đứa chị nó nữa, với mẹ nó nữa luôn á. Bây giờ mẹ sinh xong rồi, giờ mẹ cho luôn đây, mẹ cho luôn để mẹ còn đi làm để kiếm sống. Ba nó đâu kia nữa. Ừ. Có thai ngồi im muốn. Dạ. Có thai ngồi im muốn. Sao toàn hoàn cảnh là ná nhau kiểu đó không hai chị ha? Tại vì người đàn ông đó thì người ta không thừa nhận. Người ta nghĩ là người ta nói với chị phụ nữ là mày cho tao như thế này, mày có con với tao được thì phải có con với người khác, chưa chắc là đứa bé là của tao. Bởi vậy cho nên là mẹ của con lại phải em tự thân là nuôi con luôn, mà khả năng không có tiền đâu, khổ lắm. Cho nên là giờ phải cho Phương nuôi luôn đây, ngoan lắm. Anh này đặt tên chưa ta? À, dạ không biết đặt gì là Tâm đây nè. Cũng muốn tên Tâm lắm mà chưa đặt tên, tại vì chưa đầy tháng. Đầy tháng là đứa nào đầy tháng là Phương cũng tự cúng. Mình nghĩ chưa, mình nghĩ tên chưa? Chưa biết cái gì Tâm, mới nghĩ sự nghĩ chữ Tâm mà chưa nghĩ Tâm. Không, vừa rồi có hỏi với Mạnh Thường Quân, hỏi các mẹ các cha thì cái gì cho con tên gì Tâm đây. Mỹ Tâm. Không trai con trai mà trai. Chí Tâm, Chí Tâm có chưa? Chí Tâm có rồi, có rồi hả? Chí Tâm có rồi có hai đứa tên Chí Tâm, Thiện Tâm mà đang gửi ngoài thầy nuôi rồi, gửi ngoài thầy ngồi chùa Tây Sơn. Linh Tâm cho Tâm thành nghệ sĩ luôn. Nha, hay hả? Thôi con lấy tên của bác Hoàng đặt đi. Ha, của bác đặt đi nha. Nha. Đấy. Đẹp trai chứ bộ ha. Quá đẹp trai. Được cái cây cười nè. Cười luôn nè, cười nè. Đây này, cười nè. Được cái này ngoan, ăn xong ngủ thôi. Đây thì như mọi người đã thấy, đây hai chú bé này là hai chú bé nhỏ tuổi nhất mà chị Phương hiện đang nhận nuôi dưỡng. Trước đó mình có nhớ là mình đã nhận tổng cộng bao nhiêu trẻ vậy chị? Tổng cộng nhà từ Tâm nhận là 7 trẻ mồ côi. 7 trẻ mồ côi, nhưng mà đợt trước có thuyết phục một người mẹ là nhận lại con rồi. Thì trong khi đó là thứ hai đây là còn hai cháu thì gửi ra ngoài thầy. Ngồi thầy là cái miếng ấm của thầy ở ngoài Huế. Dạ. Thì cơ sở vật chất nó cũng tốt lắm. Thứ hai nữa là bên nơi thầy là nó cái điều kiện nó đủ. Dạ. Nó đủ khả năng thì thầy cũng muốn là hỗ trợ nuôi bớt một vài cháu để cho Phương nó, cho nhà từ Tâm cũng đỡ cực. Chứ còn nuôi nhiều quá thì đuối. À, đuối, đúng là quá đuối nha. Dạ đuối. Muốn cho cái con vào trại một cô thì tội quá, nó không có được dạ. Tổng chăm sóc như vậy đâu. Đó thì như mọi người đã nghe, chị Phương hơn một năm nay đã mở cái nhà từ Tâm, nhưng mà từ trước đó là chị đã tham gia giúp đỡ cho rất là nhiều hoàn cảnh rồi. Đây là hai bé may mắn là vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà ở clip sau mình sẽ kể cho mọi người nghe về những cái trường hợp chị Phương đã giúp đỡ đưa về những cái bé mang bệnh rất là nặng, và thậm chí là chị còn tạo điều kiện kết nối để mà đưa bé qua Singapore điều trị khi mà ở Việt Nam cái điều kiện y tế nó không có cho phép. Thì mong là mọi người đón theo dõi ở clip sau nha. Chào mọi người. Đây,